Trận chiến giành thành phố Bakhmut trong tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine hiện được cho là một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Andrew Bilburn, một đại tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu và là nhà sáng lập Musa Group, một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đang giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine và sơ tán dân thường khỏi các tiền tuyến, mới đây đã mô tả Bakhmut như một số khu vực ở Đức bị quân đồng minh ném bom phá hủy trong Thế chiến thứ hai. Theo tạp chí Newsweek ngày 7 tháng 12, ông Bilburn mô tả về Bakhmut là một nơi kinh khủng và khốn khổ. Ukraine được cho là giữ kín con số thương vong của binh, nhưng các lực lượng của họ bị cho là đang chịu thiệt hại nặng nề xung quanh Bakhmut. Ông Bilburn khẳng định họ đã phải chịu thương vong cực kỳ cao. Những con số bạn đọc trên các phương tiện truyền thông về thương vong thường từ 70% trở lên không phải bị phóng đại. Ông Bilburn cho rằng, dù có nhuệ khí tuyệt vời, nhiều quân nhân Ukraine gặp phải vấn đề tái tạo cấp tốc, nghĩa là đưa những tân binh vào chiến đấu càng nhanh càng tốt. Ông Bilburn giải thích thêm rằng, điều này có nghĩa là những người bị đưa vào cuộc chiến hầu như không được đào tạo cơ bản. Ông cho biết đến khoảng 80% tân binh mà nhóm của ông huấn luyện thậm chí chưa từng bắn một viên đạn trước đó. Bên cạnh hiểm nguy bom đạn, ông Bilburn cũng lo lắng về ngân sách hoạt động của nhóm. Toàn bộ dự án tiêu tốn khoảng 170.000 đô la Mỹ một tháng, theo lời ông Bilburn. Ông cũng cho hay nhóm của ông sẽ tiếp tục hoạt động ở Ukraine trong suốt giai đoạn mùa Giáng sinh và năm mới, với kế hoạch mở rộng hoạt động huấn luyện vào đầu năm 2023. Ông Bilburn cho biết thêm, ông thường xuyên liên lạc với các quan chức quân đội và tình báo Ukraine về mối đe dọa ngày càng tăng do Wagner Group gây ra, theo Newsweek. Wagner Group là một tổ chức quân sự tư nhân của Nga và là một mạng lưới các công ty lính đánh thuê và binh sĩ theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Nhà tài phiệt người Nga Yevgeny Prigozhin được cho là chủ sở hữu của Wagner Group. Ông Bilburn nói với Newsweek rằng có khả năng Wagner Group đang nhằm vào các tình nguyện viên của Musa Group đang hoạt động ở miền đông Ukraine. Không có khách sạn nào ở Donbass cho phép chúng tôi ở lại vì họ được thông báo rằng chúng tôi đang là mục tiêu, ông Bilburn nói. Đồng thời, lưu ý rằng một cuộc tấn công khách sạn đã xảy ra cùng ngày sau khi một nhóm thuộc Musa Group trả phòng. Ông Bilburn bác bỏ mô tả của ông Prigozhin về Musa Group là một công ty quân sự tư nhân PMC, khẳng định Musa Group là một tổ chức từ thiện. Chúng tôi không trang bị vũ khí, chúng tôi không chiến đấu, chúng tôi không có điểm chung nào với các PMC khác, ông Bilburn nhấn mạnh. Cái tên Musa Group đã được chú ý như là một đối tượng với Wagner Group, theo Newsweek. Ông Bilburn nói rằng cái tên có lẽ đã thu hút thêm sự chú ý từ ông Prigozhin và các thành viên Wagner Group. Nhưng tôi nghĩ điều thực sự khiến cho họ tức giận không phải là cái tên, mà là những gì chúng tôi đang truyền thông. Ông Bilburn nói, chúng tôi là những người duy nhất thường xuyên đăng hình ảnh, đoạn phim và báo cáo về những gì đang diễn ra. Đó là tình trạng các thị trấn tiền tuyến của Ukraine bị hủy diệt hoàn toàn. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Wagner Group và ông Prigozhin đối với cáo buộc trên của ông Bilburn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.